Trong căn phòng trống, vì tao đâu quá mê, khói sương buồn lành buốt. Vì tao đâu quá mê, thuốc đau vẫn còn hút. Vì tao đâu quá mê, uống đi thêm một chút. Vì tao đâu quá mê, những giai điệu thật êm ả, làm tao dính cả đêm qua. Yêu y nhân trên thềm nhà, tao vẫn muốn rót thêm ra. Không cần nói đâu em à, cảm nhận đó của riêng ta. Thời gian sẽ cho lời khuyên và nỗi đau đó đã xuyên da. Ai cũng có nỗi đau, ai cũng thay đổi mau. Honda Dream trên phố quen, trong con tim đang có men, đang chạy lên trong ngõ vest, đôi mắt đó còn đỏ hoen, thân xác này bị bỏ quên, sự cô đơn nó cố lên. Khi ở trong căn phòng trống, vì tao đau quá mê, khói sương buồn lành bu. Vì tao đau quá mê, thế đau vẫn còn hút. Vì tao đau quá mê, uống đi thêm một chút. Vì tao đau quá mê, tao đau quá mê, tao đau quá mê, tao đau quá mê, tao đau quá mê. Nếu mày ơi cho con hồng rác cool hơn, rồi đắm chìm trong điều saxophone. Suy nghĩ về lý do sao tao còn rap thì chắc là vì tao chỉ không muốn cô đơn. Mỗi lần tao cũng không biết thì tao muốn rap. Vậy mà tao nhìn bài viết muốn tao viết tiếp. Có những thằng dùng hương trên đã chọn sang lối khác. Có những anh em vừa làm môn đề vẫn đang cùng tao bước tiếp. Tao còn nước tiếp với những giọt nước trang ly, vì uống mãi mới không hề vơi cạn đi. Ôi mình đâu có liều khi mà tao yêu thương đó quá nhiều. Cho đến khi rơi vào trong cảm nhận mình thấy còn quá nhiều điều không thể lãng phí. Về like cho tao thêm cảm hứng, hạnh phúc tăng lên còn nỗi buồn thì giảm xuống. Bên trong căn phòng trống nhìn ra ngoài kia tối đen, tao cần thêm về viên pill vì tao ở đau quá mê. Ở trong căn phòng trống, vì tao đau quá mê, khói sương buồn lành bu. Vì tao đau quá mê, thuốc đau vẫn còn hút. Vì tao đau quá mê, uống đi thêm một chút. Vì tao đau quá mê. Bác sĩ nói trong người của tao quá như xe rồi thôi đi. Ok em đi em bay nước tiếng và cả co đi. Morphine. Ok bao nhiêu lần đó nó đã khiến tao lệnh thoát tiêu. Không cần đóng phim anh em PC gang sống không ngại một ai hết. Homie có thể là mai mốt mà cái tao chết. Tao bị liệt nửa người. Có từ mỉm cười đôi khi và từ ghét chúng tôi thật xung quanh cuộc sống nó khiến tôi phải đến người. Và khi tao lại rap ok khi xưa đi học chưa bao giờ tôi được điểm 10. Và khi 20 tuổi ngồi đây đủ mẹ nó tao biết tao vẫn quá lười. Khi mà tao cố gắng má tao chỉ biết chửi.